Em Long rất chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì đêm 20-25 đêm chợ hoa rất là nhộn nhịp luôn nè. Đây là hoa dạ thọ nè, đẹp quá luôn. Chỗ nào chỗ nấy hoa nở bự bự quá cả nhà. Đây là mai nè, mai hoa nở bự quá trời đẹp luôn. Rồi chợ đêm ma, chợ hoa rất là nhộn nhịp luôn. Đây là hoa mồng gà, đẹp quá là. Wow, và hoa vàng thọ chỗ nào chỗ nấy nè. Nhưng mà vắng người mua lắm cả nhà, đi tham quan thôi thì mời cả nhà cùng đi theo chân lăng lúa nha. Hoa đẹp quá luôn. Đây là người ta mua để trang trí Tết là cái nhà. Đẹp quá luôn. Đây là cái tắc nè. Những cây tắc nè, trái. Cái này tắc cây nhiêu vậy anh? 150 hả? Cặp hay là cái? Cặp hay cái? Cái này là mình cặp cặp 150 là cây 150 anh? 150. 150 cặp hả? Một cây, tưởng ngang 150 cặp. Tưởng ngang 150 cặp. Mà rẻ kinh trời cặp chị. Cho em review cái ngang. Đây nè, có đẹp luôn. Cái xùm xê luôn. Bao nhiêu bán không? Dạ. Bao nhiêu bán không? Nhiều mà mấy cây. Chừng 4-5 cây gì đó. 4-5 cây thì tính 250. Đây. Mai quá trời luôn vậy à. Ôi. Cái là ngăn trí nè. Rồi để em lên sao chở. Cây chở bông vận thọ dễ thương quá cả nhà ơi. Cái này bán mini nè, cần một cặp nhiêu? Mini này một cặp 40. Đây là chợ bông Bạc Liêu nha cả nhà. Có ai lại mua chợ bông ghé không vô ủng hộ cho anh đó nha. Anh này bán bông nè. Wow, coi mai kìa, đẹp quá luôn. Quá trời nụ luôn. Mình bán được mới nào chưa anh? Dạ cũng ngay ai rồi chứ ơi. Rồi cái này chậu nhiêu cái cây mai này? Nó đủ giá hết. Bây giờ cho em hỏi, xin hỏi giá này ha. Cây mai này. Cây mai 2 triệu chị. Quá trời nụ luôn. Nụ quá trời nụ luôn cả nhà. Wow. Rồi em chúc anh bán đắt nha. Cây mai kia chắc mở bông chắc đẹp lắm nè. Cái đó mấy cánh nha anh? Quá đẹp luôn. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị ơi. Bên trong nó còn những chậu giả thọ mini nè. Ui, những cây mai đủ quá trời đủ luôn. Để em xin quay chút xíu nha. Dạ. Mai đây cô chú anh chị ơi. Dạ, mai đây. Cây mai đủ quá trời luôn nè. Cái này chắc lấy mụn ha. Cái này chắc lấy mụn mới nó ra nè. Lấy mụn chơi chơi, lấy mụn. Dạ thợ qua dạ thợ. Quá trời nụ luôn. Nụ lên thôi luôn có chú chị. Tùy theo chậu ha, mà anh có chia sẻ là chậu 2 triệu, 3 triệu tùy theo chậu ha. Đây nè, bông mà. Rồi mình đi cùng đi dài dài chợ Lãng Hang rất là nhộn nhịp luôn. Trời ơi, cây tắc này nè cả nhà, quá trời trái luôn. Trái xum xê luôn. Có thể anh thấy em quay xong rồi anh chạy trốn rồi. Anh ơi, cho em hỏi thăm cái. Cái này một chậu có nói nhiêu tiền vậy? Một chậu 300. 300 hả? Nếu mà mua 1 cặp thì có bớt không? Đây là
bên có nhiều rồi. À, wow, quá nhiều trái sum xê luôn cả nhà. Nhìn đam mê luôn cả ông. Cái này trái nấy nó lo nước luôn nè. Trời, cái này em vô hộp dịch. Ai vô hộp dịch lộn á. Nói cái bọn trái nó miếng. Quá nhiều trái luôn. Bông nè, bông đỏ nè. Rồi em cảm ơn nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Cái này phải có người chở mới mua được. Có vàng hơn sao bình thường. Thôi chở đi quay là dòng á. Đi quay bông cái đã. Bây giờ đây là cúc mâm xôi nha cả nhà. Ô nở hả, vàng thật luôn, quá đẹp luôn. Đây là mình mua lồng đèn đấy, mình đang tiếp tết nha cả nhà. Nhìn nó nở rực luôn, quá đẹp luôn cả nhà. Đây là chợ hoa, chợ bông Mật Liêu nha. Wow, xe đang chở tới nữa kìa, chỗ đang nhộn nhịp đâu cô chú anh chị. Mình cùng đi tiếp theo đó nha. Còn đường bữa nay rất là nhộn nhịp luôn, đêm 25 Tết nè. Đây là bản thở nè, nhìn mê lắm cô chú anh chị. Bông nào cũng thấy bự bự luôn. Ôi, nhìn mê quá luôn, bán mẻ luôn cô chú anh chị. Mọi người đi tham quan chứ ít có mua nè. Chỗ nào chỗ nấy ngồi họ vẫn khỏe luôn. Chỗ nào chỗ nấy ngồi vẫn khỏe luôn. Bông thì quá trời luôn, nhưng mà mọi người thì đi tham quan thì nhiều. Ôi, quá đẹp luôn cái chú chị. Đang quá thích ăn cặp này lắm luôn nè. Nhìn đẹp mê ly luôn. Bông này thì đang lúc cũng không biết bông gì luôn nữa. Chủ nào chủ nấy ngồi vắn ve vườn điều heo luôn. Đó là cúc mâm xôi, đẹp quá bông nhé. Anh cho em hỏi thăm cái chậu này cộng bao nhiêu vậy anh? 200. Chậu 200 hả? Wow, ở đây là chậu 200 nha cả nhà. Chậu 200 gặp 400, quá đẹp quá luôn. Quá đẹp luôn. Bạn thợ thì gặp 100 nha cả nhà. Đó, tam vô ở lên xe kìa, đẹp quá luôn. Đây những chậu mai nè cả nhà, bông nè. Đây chậu mini nè. Ôi mini dễ thương lắm luôn á mấy chú chị. Wow, nở lù luôn, bông bích lù luôn, lù quá chừng lù luôn. Cho em hỏi thêm cái chậu mini này nhiêu tiền chậu vậy anh? Đây nè, 350. 350 chậu hả? Ôi, mini nhìn dễ thương quá ơi. Ôi, được cặp này em ăn chậu nhỏ nhỏ này là 350 chậu nè cả nhà. Sao không còn ha? Bông nở luôn. Vì em quay ban đêm á thì không mấy gì hết. Bên này thì bán mai nhiều, bên kia thì hạn hoa giấy nữa. Hoa giấy nhiều nha cả nhà. Rồi cùng đi tiếp tục với Long luôn nha. Bông giấy đẹp quá. Cái này chậu mini nhiều chậu gì vậy cô? Bốn chậu. À cái. À 100 ngàn một chậu hả? Ờ bên kia, mấy trong kia cô? Đúng, trăm hết luôn hả? Ôi, đẹp quá. Cái thằng chậu có 100 ngàn cho chú anh chị. Đây là sạp của cô Hải Hỷ. Cho 10 ngàn luôn. Cô không có. Ê, con quay con review cái nha. Review cho bà con bác lại coi lại mua hen. Ôi rẻ quá, đây là sạp cô Hải Hỷ nha. Ở Bạc Liêu nha, chợ hoa Bạc Liêu nha. 100 ngàn, có 100 ngàn chậu cả nhà. Để à, con để mai con lại con mua. Nếu mà trời để mới chờ mà 100 ngàn chậu giờ ơi sao trả. Giờ chưa học có nhiêu đây được cái mới. À vậy là cô bán được chiều giờ được nhiều chưa? Nhiêu đây đẹp quá. Đây là bông giấy
quá rẻ luôn. Ở chậu nhỏ xíu chậu 40.000 kìa cưng á. 100.000 chậu. Ờ. 100.000 chậu cô bác ơi. Rẻ quá cô bác ơi. Chậu giấy ơi, 100.000. Cô đang sale gì đó, 100.000 chậu hết sale luôn á. Cô sợ bắt đây là cô đang sale luôn á, 100.000 chậu bông giấy. Quá đẹp luôn. Rồi con chúc cô bán đắt nha. À, đây là cô xạ chủ sạp hoa giấy nè, xe 100.000 chậu, 100.000 chậu cô bác ơi. Rồi đây là hoa giấy nè cả nhà, đẹp lắm luôn. À, cô bác thì ép cô đi mua mình đi tham quan nhiều. Bé cho cô hỏi cái này mình chậu như vậy bé. Cái này 120 hả? Ở bên đây hai cái cao cao nhất là 200 hả? Ở đây là chậu 200. Đây là chả xíu mà giỏi bán bông quá nha. Đây bác chúc con bán đắt nha. Cô bà YouTube để cô review cho ha, người kêu cô bán lại mua giùm ha. Đây là tháp, này là 100.000 hả? Cái tháp này hiện 120. Cái cao cao hơn này là 200 nè. Quá rẻ luôn cô chú anh chị. Bên kia thì tắt rồi. Của con là hoa giấy không hả? Có mai không? Mai hả? Mai đáng chậu chi vậy con? Dạ, cái này 250 hả? 2 triệu. Nghe 250 là cô kinh liền. Đây là mà chậu 250. Chị còn thương lượng không? Vậy là chưa biết nha, bán chưa biết. Đây là chậu 250. Tụ đỏ quá trời luôn cô chú anh chị. Quá trời đụng luôn. Cái này là chơi Tết là bùng nã luôn rồi. Còn cái nhỏ nhỏ này. Cái này 100. Đây là chậu nhỏ là 100 nè, chậu nhỏ này là 200. Nhưng mini thì dễ thương, dễ xách nữa nè. Rồi chúc con bán đắt nha. Rồi cô đi review cái cây mai đó ha. Đây nè. Cái này là mình bán cây gì vậy chú? Được trái này mình ăn được không?
không điều kiện không nên ăn. Dạ hả? Ta dùng thuốc nhiều quá. Nó trồng thuốc dưỡng vậy. Cây năng lượng này là mình mua về mình có tiền liền đó, năng lượng á. Dạ, cho con review trước chú ha, review bông chú ha. Dạ, đây là bông da, bông đây là chú chia sẻ, đây là chú nói là bông cây năng lượng. Mình có gì là năng lượng hả? Năng lượng. Tết mình chứng mấy cái này. Đây là cô chia sẻ nó là cây năng lượng. Lần lúa thấy trái nó lồng hồng đi, lần lúa cũng không biết, nó hỏi thăm chú mà chú nói cây năng lượng. Rồi con cảm ơn chú nha. Đi và đi dài dài đây đó nè. Đây là bông cúc chơi. Đây là con cúc phong sơn nè, đẹp quá. Cúc phong sơn là cái bên thơm quá anh. Này cúc này là chậm nhiêu vậy anh? Đứng cái bên anh nó thơm phức luôn. Cả nhà đây là hoa hướng dương, hoa hướng dương là cả nhà. Đây là hoa cúc rồi, hoa cúc đẹp quá rồi. Đây ta vừa đến làm xe làm cái chứng chị. Rồi mình còn đi tiếp tục mấy nha. Đây là hoa nhãn thọ nè, đó là hoa cúc, cái này là cúc. Đây đẹp quá luôn, mấy chú chị bán đủ loại hoa hết luôn, đẹp quá trời luôn nè, nhìn cái đủ loại mà sắc luôn, quá đẹp luôn, nhìn là thấy mê luôn mấy chú chị. Đây là cúc nè, cúc đẹp quá luôn. Cho em quay chút xíu nha cha. Đẹp quá luôn, cái này quá đẹp luôn. Rồi quá đẹp, thơm phức luôn cô chú nhẹ. Mình đi ngang á thấy hoa thơm phức luôn. Lát rồi đi đây nghe cúc bông sơn, cho em thêm quay chút xíu nha. Ôi đẹp này, cúc bông sơn hả cha? Quá đẹp luôn cô chú chị. Bên kia thì chị chưa có mở, mình mở đây để mình trưng bày hàng để cô bác thấy thôi. Quá đẹp luôn, ôi nhìn đẹp, đẹp kiên luôn á. Ở đây thì đông nhộn nhịp quá luôn nè. Chị có thì mình hiểu, mình sẽ quay đầu xe lại nè. Đây là hoa giấy nha cả nhà, hoa giấy, cây củi sắt, cây hoa hai màu, nó có đủ loại chân mà cho chú chị, đẹp quá luôn. Nguyên nhà ở dưới kia thì bông mai nè. Bữa nay cô chú đi rất là đông nè, đi tấp nập luôn kìa, rất nập luôn, mà thấy ít có người mua hoa lắm, ta đi tham quan, ta đi xem rồi mấy chú chị. Đây là cái nhà, nãy lâu lúa chạy á thì cà xe không có chạy được. Đây là hoa giấy nè, đẹp lắm luôn, đủ loại màu sắc luôn. Đây này là cây củ sắt nè, đủ loại cho rồi này chú bán. Này đẹp quá nè, cũng vào con giấy đẹp quá nè. Bên đây thì nhiều con giấy, bên kia thì nhiều mai. Đây là cây tắc, trái xum xê luôn.
mình về chạy xe thì có hơi ộm, mấy cả nhà thông cảm nha. Quá chục đá luôn, cái sầm xê luôn, cái đầm đầm luôn. Wow. Ok cả nhà. Cái đầm đầm. Đây rồi. Đây mấy anh đang ngồi chỉ ngắm người đi đường thôi. Chứ ai cũng nguyên ngang coi nhìn thì đi qua thôi à. Không có tôi bác không có mua, tôi bác đi thăm quen. Ui, nhìn trái là no luôn. Ôi. Quá trời trái luôn. Ôi cây bắt quá trời trái luôn, bắt nở không anh? Được em ơi. Ô. Quá trời trái luôn em nói người ta lại đây thôi, con mua cái cờ. Trời ơi, trái xum xê mày ai treo cái trái. Cái cá trái lên khăn xum xê luôn nè. Tại tại vậy đó anh ơi. Rồi chúc anh bán đắt nha. Em mượn review anh. Dạ. Đó để làm gì vậy? YouTube. Lăng lúa miền Tây. Lăng lúa miền Tây. Làng lúa hả? Dạ. Miền Tây. Mình nói miền Tây mà review miền Tây được rồi. Đây. Đây là cây cây mai 100.000 một cây nguyên đi. À, những cây đẹp quá cả nhà. À, cây cúc mai con nè. Đây là cây phất tài. À, cây mai là 800k một cây có giá luôn. Cô bán tha hồ lựa chọn. Đây 800.000 một cây. Đây là xanh Đà Lạt. Xanh Đà Lạt rồi cái cổng này nè. Lần đầu tiên Lan Lúa thấy xanh Đà Lạt nè cả nhà. Nhưng xanh. Đây, đây nhân xanh. Người người đẹp đang bán không? Dạ, mà quay từ từ để có cái cảnh luôn. Bán đỏ không chơi? Bán đỏ không? Dạ. Ôi con đẹp quá trời luôn nè. Dạ không có ai chạy xe để bất ngờ. Dạ. Tại sẵn đi công chuyện này thấy bông bữa nay đẹp quá luôn nè. Bữa em đi chưa có bông. Bữa hôm qua kia gì nè, giống que à. Dạ. Bữa nay mới thấy nhộn nhịp và ghé đây luôn. Rồi. Bữa nay thấy cô bác đến cũng đông nữa. Ôi. Cái này mình bán trọng như vậy chứ? Trọng 60. À, đập đi. Đập 120 rồi màu vàng cũng vậy hết chứ? Màu vàng cũng vậy. À. Ồ, con nào con bé nó bự bự chưa? Ồ, coi nè. Con bự bự mà nó nhuyễn nhuyễn đẹp nè. Nhiều bông lắm. Bông bự lắm. Bông này bự. Bông này mà nó nở hết là như cái chén cơm mình vậy đó. Ồ, nhiều bông lắm. Đẹp mê luôn á. Đây là cặp có một cậu có 60.000 à cô chú anh chị. Mình cặp có 120 à mà bông nào bông mấy bự cho bá luôn nè. Đẹp quá cô chú anh chị. Thở đi chú ơi. Đây, thở đi chú ơi. Giờ giờ rẻ giờ ai mua chú ơi. Đâu có lùng đâu. Thở nữa đi anh chị ơi. Chị ơi, thở đi nè, vừa rẻ nè. Tại chú thấy họ không có lùng cặn để gần gì đó. Con thú rìu nó lên tới đây con nào đây con lùng quá. Đứng à, muốn thằng lửa hả? Đó, cũng y như nhau à. Tại vì á, mình chưa cắt cái bệt da, cắt cái bệt da nó sẽ đẹp hơn nữa. Vậy á, cắt bệt da nó sẽ đẹp hơn. Ôi, bữa nay đi dựng nhịp đất lập luôn. Chậu 60.000, cặp 120. Rồi, mình đi tiếp tục mới nha. Bữa nay đông quá trời đông luôn nè, nhộn nhịp luôn nè. Chú muốn lấy cao đây là một vườn hoa hoa giấy đẹp lắm luôn. Bữa nay mới thấy nhiều đó cô chú anh chị. Bữa quan chị thì lăng lúa đi bắn ve có lưa thưa à. Bữa nay mới đông vừa đông cô bác mình đi mua đường lộ cũng quá trời nhộn nhịp luôn đó. Bên kia kẹt xe nhộn nhịp luôn á. Bên đây thì đường nó trống nè. Tại bên đây thì bán hoa bông giấy nhiều. Với lại chẳng thở
thì ếch, bên kia thì bông vàng tỏi, lại bông giấy. À, bên kia thì bông giấy thì ếch à. Bông giấy là cái này. Đây là cúc măng xơi. Đủ loại chân các chú chị ơi, có một quà tết nào mà bán đủ loại hoa rất là đẹp luôn. Đẹp là còn hết. Đây là đắt quá trời trái luôn. Đắt trời trái sụp xe luôn các chú chị. Không, bà giảo lại để xe cho mình ơi. Mua là mua mấy cái chậu vậy nè, về nó không có dành luôn. Không, chứ chị xe lại để xe rồi. Trái quá trời trái luôn kìa. Xum xê luôn. Cầm đây nè, trái kìa. Quá trời trái luôn. Cái cây này nè, cây này đẹp nè. Ôi. Nhìn cặp này trái thấy mê luôn á. Cái cây này nè. Nhìn thấy cặp cặp trên này nè, trái kìa, quá trời trái luôn cả nhà. Chạy lại để xe không? Xum xê luôn. Hướng chở đi. Đẹp. Có xe nè, có xe nè. Có xe đây nè, mình mua mình có tiện mình chở luôn. Dạ có xa lắm á. Ở trong lưu quà là. Ủa, âm chín tuổi nè. Dạ. Rồi, đây là hai nha, dạ thả. Ờ, cao cao quá cô chú chị. Cái này chở nhiêu? 170. Hả? 170 hả? À, cao cao á. Cái này 170 cặp nè cả nhà. À, cao cao quá trời ơi. Cái này là mình cao cao thì nhà mình mở ra cái bông của nè, cái bông của nó nè, con nào cũng lấy hai lần quá, thay cái nào cũng bụi bụi đẹp đẹp lắm nè. Ồ cái này quá đẹp. Bông cúc á, bông màu tím này nè. À, cái đó một chậu nhiêu? À, một chậu nha, một chậu 550 là cô bác chị dám mua luôn. Còn thương lượng không? Còn thương lượng không? Để mấy em review cho nè. Đây là một cặp 550 nha cô chú anh chị. À, đẹp quá màu tím luôn. Trời ơi. Đẹp mê hồn luôn. Rồi. Đây là tấp nập luôn cả nhà. Đây có mấy chú công an, mấy anh công an á, để mình giữ trật tự đường nè. Đây có cô mua này nè cả nhà, cô chậu lại cây mai nè. Cúc đây, cúc băng rồi. À, có cô mua coi cây mai nè. Đây cũng là cúc băng xôi nha cả nhà, nhưng mà chưa nở, còn cúc cúc nó chừng cái này đó. Cái này là mình qua lưới bụng mới chắc nó nở nè. À, còn bút 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 nhẹ nhẹ xíu à. Rồi à, anh bán kìa, ngủ mất tiêu luôn rồi. Ngủ rồi. Vậy là kiểu này là người ta bưng đi mất tiêu không hay luôn á. Rồi ngủ, ngủ ngon chắc luôn á chứ. Bán đủ lợi cho là cái nhà. Đây là quảng trường các chú anh chị. Trang trí con rồng rất là đẹp các chú anh chị. Quá xa đẹp luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì Lan Lúa đi review về tất cả giá cả về các loại hoa nha. Em cũng quay bao nhiêu đây, chúc cả nhà xem video vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.